Tập phim chơi cùng Kazama. Hôm nay, theo đúng dự kiến, các bạn nhỏ rủ nhau ra công viên chơi. Nhưng Maso, Nene và Bo đều bận mất rồi, chỉ có mỗi Shin và Kazama đến. Thật ra thì Shin cũng trăm công nghìn việc, tại yêu quý Kazama lắm nên mới ra đấy. Chẳng nhẽ lại để Kazama cô đơn chơi một mình. Người ta cũng nào có rảnh đâu, một tiếng nữa Kazama phải đi học thêm rồi. Vì vậy hai bạn quyết định sẽ chơi cùng nhau. Nhưng ít người thế này biết chơi trò gì nhỉ? Đang ngẫm nghĩ thì Shin rút trong túi quần ra một sợi dây. Cô cậu muốn chơi nhảy dây hay sao? Không phải, cậu ta định quấn Kazama lại như sợ ướt thôi. Trò này thì có gì thú vị chứ? Cởi cho nhanh lên. Kazama gào thét bất lực, nhưng Shin mảnh ngắm chị gái xinh đẹp trong công viên rồi nên chẳng để ý gì. Shin gợi ý về nhà cậu ấy chơi, nhưng Kazama cho rằng hai ông con trai mà về nhà nhau chơi liệu có kỳ không ta? Shin không ngại việc giả gái đâu, Shin chỉ cần lý do thôi. Thật hết nói nổi về cái tên nhí nhố này mà. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Kazama cho rằng chơi đấu vật sumo sẽ rất tuyệt vời. Cô Shin không hiểu nghe ngóng kiểu gì, lại nghe thành nằm nghỉ ngơi. Khiếp, nắng thế này mà nằm phơi ra đấy thì ngất mất. Chỗ này Shin chịu thôi. Kazama chỉ biết thở dài bất lực, chắc cũng quen với kiểu kỳ lạ của Shin rồi nên chả thèm cáu nữa. Kazama giao nhiệm vụ vẽ vòng tròn trận đấu cho Shin, nhưng có vẻ hơi sai lầm rồi đấy. Lúc thì cậu ta vẽ quá to, lúc thì quá nhỏ, hai đứa đứng còn không vừa. Việc gì cũng phải đến tay Kazama. Cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu được rồi. Kazama vào tư thế sẵn sàng. Cơ mà Shin đâu? Cậu ta lại ngồi ở ngoài để làm khán giả cổ vũ. Ủa alo, có hai đứa thì Shin phải vào chơi cùng, chứ Kazama biết đấu với ai? À thì Shin lo không có ai làm khán giả cho trận đấu ấy mà. Bước vào vòng tròn, cô cậu cởi áo, quấn vào hông, làm quần trông như sumo thực thụ. Liền bị Kazama dị nghị là lố lăng quá chừng, đây chỉ là trò chơi thôi. Cả hai bắt đầu lao vào nhau, không ai chịu nhường ai, bất phân thắng bại. Nhưng Shin cứ phát ra những tiếng kêu đáng sợ, làm Kazama muốn tránh xa. Đề nghị không được lố bịch như vậy nữa nhé. Nhưng tới lượt cậu ta thì cũng kêu y hệt Shin. Đấy, thế mà cứ chê bai người khác là giỏi. Chỉ cần để Shin ra khỏi vòng tròn là Kazama sẽ chiến thắng. Còn lâu Shin mới chịu thua dễ thế. Cúc cậu dùng một chút tiểu xảo ghé vào tay Kazama, thổi nhẹ một cái, làm Kazama nhũn hết cả người và bị đẩy ra khỏi vòng tròn một cách dễ dàng. Kazama cho rằng như vậy là phạm luật, chiến thắng của Shin không phục chút nào. Shin lại cho rằng dù thế nào thì thắng vẫn là thắng thôi mà. Bắt đầu thêm một hiệp nữa, rồi một hiệp nữa, chờ mãi không biết chán. Thoát cái đã đến lúc Kazama phải đi học thêm. Mặc dù lấm lem hết cả quần áo mặt mũi, nhưng cả hai đã có những phút giây rất vui, phải không nào? Tập phim bể bơi rất vui. Mùa hè đến thì nhất định phải ra bể bơi ngắm các chị gái thả dáng. Nhưng trước khi được đến thiên đường, Shin phải trải qua địa ngục là các ông chú bụng bia ở phòng thay đồ nam. Muốn trốn sang bên kia quá, cô cậu không ngừng than thở và trưng bộ mặt chán nản, khiến bố phải nhắc nhở. Vừa thay đồ vừa diễn kịch lố lăng, không biết học mấy cái này ở đâu nữa. Shin xỏ chân vào quần, không cẩn thận ngã vào người bố cũng đang lối húi, khiến bố mất đà lao thẳng ra cửa. May mà cửa đang đóng đấy. Chưa kịp thở vào thì ông báo con đã làm thêm một cú đẩy, khiến bố lao thẳng vào phòng thay đồ nữ trong tình trạng không thể xấu hổ hơn. Vội vàng ôm quần chạy một mạch. Mẹ Mese ở phía trong thấy các chị gái hét lên có biến thái, không biết khi mẹ phát điện đó chính là bố Hiroshi thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Bố bất lực với Shin lắm rồi, lần nào đi cùng là y như rằng xảy ra chuyện. Mẹ Mese thay đồ nhanh hơn nên đã tìm được một chỗ tốt bên cạnh bể bơi cho cả nhà. Trước khi bơi, mọi người phải khởi động giãn cơ cho cơ thể dẻo dai. Đa phần khích muốn nhảy xuống ngay thì bị tiếng còi của chị cứu hộ cắt ngang. Trẻ em phải tới bể dành cho trẻ em chứ. Lúc đầu Shin tỏ vẻ buồn rầu vì bị tách khỏi bố mẹ, nhưng xuống bể cái là tươi như hoa, vì bên này cũng có một chị gái xinh mà. Shin có thèm quan tâm gì tới bố mẹ đâu. Thôi kệ, bố mẹ càng thoải mái đi bơi. Vừa định nhảy xuống thì loa thông báo bể tạm nghỉ 10 phút. Thật là tụt mút quá đi. Trong khi chờ đợi, vì quá nóng nên mẹ và Shin đi mua nước hoa quả. Khi quay về, bể đã được thay nước sạch bong. Cô Shin tranh thủ trầm trồ ngắm các chị gái xinh đẹp. Có cần thể hiện cái mặt đều như vậy không ạ? Mẹ Meze khó chịu rồi đấy. Nhưng chính mẹ cũng phải há hốc mồm khi thấy một chị gái bốc lửa, nhìn lại bản thân mà tự ti ghê. Nếu mẹ đậu với người này thì chắc chắn không thua đâu ạ. Shin vừa nói vừa chỉ vào một ông chú bụng mỡ. Ông này toàn buôn lời cay đắng, khiến mẹ tức điên hét lớn. Mẹ làm gì mà kinh khủng đến thế chứ? Mẹ Meze nói to quá, khiến ông chú béo kia quay lại nhìn. Ngại quá nên mẹ ôm Shin té vội. Cuối cùng thì bố mẹ cũng có thể thư giãn dưới hồ bơi rồi. Mẹ nằm dài trên phao rất chill, bố thì để phao cho mẹ. Trông tình tứ cứ như cặp đôi mới yêu nhỉ. Cô Shin đi theo chỉ để làm bóng đèn thôi. Đến cả chị cứu hộ cũng ghen tị, nếu biết toàn ăn cơm chó thế này thì chị đã không đến đây làm part time rồi. Cứ phải ngồi một mình trên cao ngắm mọi người vui chơi, chán quá đi. Đừng lo, Shin mà xuất hiện thì phụ nữ sẽ không cô đơn đâu. Cô cậu đã trèo lên chỗ chị từ lúc nào? Mặc cho bị đuổi xuống, cậu vẫn bám dính ở đây và hỏi những câu như sát mối vào trái tim của chị gái chưa có mảnh tình bắt vai. Thật là bực bội quá đi. Chị chỉ biết chút giận bằng cách hét lên với những người trong bể bơi, tính nóng như kem. Bố mẹ đã có khoảng thời gian thư giãn vô cùng thoải mái. Khi ngồi nghỉ ngơi, hai người hốt hoảng khi không thấy Shin đâu. Nhìn quanh một hồi, chỉ thấy chiếc phao trong bể. Bố mẹ vội vàng chạy đến chỗ cô cậu đang nằm úp trên mặt nước. Shin ơi là Shin ơi, con bị sao thế này? Mọi người vô cùng hoảng loạn. Shin có làm sao đâu, chỉ là đang chơi trò giả vờ làm xác chết thôi mà. Chị cứu hộ lập tức nhảy xuống, xong rồi nằm im bất động. Mọi người vội vàng đưa chị lên bờ. Bao giờ ông mới hết báo à cái tên kia? Bố mẹ ngại quá, vội bế về ngay. Bên này, chị cứu hộ sau khi được sơ cứu đã tỉnh lại, uống bao nhiêu là nước. Shin mang đến rắc rối cho chị, nhưng tình cờ cũng giúp chị gặp được anh đẹp trai.
Nhưng câu chuyện không có hậu như thế đâu. Sau một hồi mỹ nhân kế, người bế chị lại là mồm chú, còn anh đẹp trai đã bỏ đi rồi. Hai, mùa hè này thế là kết thúc, ế vẫn hoài ế mà thôi. Tập phim Đội báo thủ nhí Kasakabe. Công viên đang diễn ra cuộc họp chiến lược của đội phòng thủ bảo vệ yên bình cho thành phố Kasakabe. Tại nhà, cô Yoshinaga đang tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Cô dự định sẽ nằm đây cả ngày cho đến khi trời tối luôn. Nhưng đen cho cô, căn nhà đã được lựa chọn làm căn cứ bí mật của đội phòng vệ và cô giáo được giao nhiệm vụ quản lý nơi này. Của nhà tôi mà, đã ai đồng ý cho dùng nơi này làm căn cứ đâu, mà cả lũ nói chắc như đinh đóng cột vậy. Cô giả vờ như không có nhà, mặc cho học trò gọi ý ới ngoài cửa. Bỗng nhiên nghe tiếng Shin chào chú Ichitaka, cô giáo tưởng người trong mộng của mình đến, bèn bật dậy ra mở cửa ngay. Thế là sập bẫy một cách dễ dàng, quả này đi tong ngày nghỉ của cô rồi. Ở phòng khách, cả nhóm đang bàn nhiệm vụ sẽ thực hiện ngày hôm nay. Trong khi đó, cô giáo tất bật chuẩn bị đồ uống cho các bạn. Tự nhiên ngày nghỉ vẫn phải dình lên đám này, thật bực quá đi mất. Cả nhóm quyết định sẽ đi tuần tra khu phố. Cô giáo mừng lắm, chỉ cần tụi nhóc hành động là cô thoát nạn, vẫy tay chào tạm biệt rất vui vẻ. Khi cô nghĩ có thể thư giãn tiếp được rồi, thì sự chú ý lại va phải ánh mắt của Kubo đang ngồi trong phòng. Cô cậu được giao nhiệm vụ ở lại làm người liên lạc. Cô giáo chỉ biết im lặng khóc ròng, thế là không có phút giây riêng tư nghỉ ngơi nào nữa rồi. Bên này, đội phòng vệ bắt đầu chia nhau ra để tuần tra. Rất nhanh, chị đã bắt được trường hợp xấu đầu tiên. Chị gái xinh đẹp sau khi dắt chó đi vệ sinh thì không dọn tàn dư đã định bỏ trốn. Cô cậu vừa răn đe vừa tẻ bệnh như này thì chẳng có sức thuyết phục gì cả. Maso đứng cạnh mà ngán ngẩm. Chị gái lẩm bẩm, tự dưng gặp lũ trẻ rắc rối này. Chị nói cái gì cơ? Shin vừa tè vừa chạy lại hỏi, khiến cả chủ lẫn chó đều hú hồn. Mất vệ sinh quá đi mất. Làm được một điều tốt khiến Shin thấy vô cùng sảng khoái. Chắc phần nhiều là vì được đi vệ sinh đúng thời điểm đấy chứ. Cô Shin tiếp tục đi giải quyết rắc rối ở khắp nơi, từ loài kiến đến cả bộ quần áo đang phơi cũng không bỏ qua. Có vẻ cậu ta hơi lan man rồi. Maso đề xuất cả hai đi tìm những trường hợp nghiêm trọng, ví dụ như giúp đỡ một cậu bé đang bị bắt nạt chẳng hạn. Chắc chắn sẽ siêu ngầu luôn cho xem. Vừa nói dứt lời thì gặp một đám đang tụ tập. Shin bước tới gần xem có phải bắt nạt không. Đúng rồi, Maso ơi, ở đây có thể bắt nạt nè. Maso mạnh mồm vậy thôi, chứ nhát gan như thỏ đế. Cậu ta đã bỏ trốn từ lúc nào? Shin ra tay nghĩ hiệp để bạn nhỏ bị bắt nạt chạy thoát, khiến hai tên côn đồ bực bội định động chạm tay chân với Shin. Đâu có dễ như vậy. Cậu ta bị Shin liếm tay một cái, ghê quá liền buông ra. Shin cứ thấy nhởn nhơ chạy đi chỗ khác chơi, liền bị hai cái bắt nạt đuổi theo. Cô cậu có vẻ đang tận hưởng chuyện này như một trò chơi, lúc thì trốn tìm, lúc lại thành cả sấu lên bờ. Tuổi tôm mà bắt được Shin nhá. Cậu leo thoăn thoắt lên cây rồi trèo qua tường. Hai tên bắt nạt đuổi theo, không ngờ ngã ngay xuống một cái bể cá to. Còn Shin thì vẫn đang bám trên tường và trèo ngược lại. Công lý luôn luôn chiến thắng. Trèo lên bờ, hai cái bắt nạt mới biết đã vào nhà có chó giữ. Quả này ăn đủ luôn. Sau một ngày bảo vệ hòa bình của Kasakabe, đội phòng vệ lại tập hợp tại căn cứ. Hẹn các đồng chí ngày mai, chúng ta tiếp tục nhé. Còn bây giờ thì quản lý đâu? Cho các người hùng nhí, xin chiếc trà bánh giải khát đi nào. Tập phim Nhật ký nghỉ hè. Kazama đang trên đường đi học thêm về cùng một bạn nữ xinh đẹp. Cậu thể hiện khả năng nói tiếng Anh điêu luyện của mình khiến cô bạn trầm trồ. Đang vui vẻ thì từ đâu xuất hiện một con muỗi siêu to khổng lồ bay vo ve. Muỗi Shin cửa chuồn phía sau Kazama, làm cậu không hiểu tại sao cô bạn gái lại sợ hãi như vậy. Chỉ khi bị trích một phát vào tay, cậu mới nhận ra tên Shin siêu quậy đang bày trò nghịch ngợm. Bạn gái hỏi Kazama có quen biết Shin không. Vì muốn giữ hình tượng, Kazama đã thẳng thắn phủ nhận, chỉ là bạn bè xã giao ở trường mẫu giáo thôi. Mặc cho Kazama liên tục chối bỏ, Shin cứ sán lại gần. Cô cậu còn chuẩn bị một bộ đồ hóa trang cho Kazama đây này. Sao mà phải lạnh lùng thế, cứ vui vẻ như bình thường xem nào. Hình tượng hot boy học giỏi của Kazama chính thức sụp đổ. Cô bạn gái nhanh chóng bỏ đi và không bao giờ muốn về cùng Kazama nữa. Thôi xong, tất cả là tại Shin đấy. Thế mà cậu ta vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Kazama tức giận bỏ đi. Mặc dù đang nghỉ hè nhưng cậu vẫn phải đi học thêm rất nhiều. Vừa xong tiếng Anh thì phải chuẩn bị đến lớp thư pháp. Shin cũng nên tìm một việc gì đó làm cho bận rộn đi. Đúng rồi, phải làm việc cho ngầu lòi như Kazama để đi cô gái ấy hả? Shin thấy vẽ cũng là một ý tưởng hay. Cô cậu chạy tót về nhà và lấy quyển nhật ký. Shin muốn viết nhật ký bằng tranh nhưng chưa biết vẽ gì bây giờ. Mẹ Mise gợi ý chỉ cần thể hiện những suy nghĩ trong lòng của mình là được. Thế thì Shin sẽ viết về mẹ đầu tiên. Mẹ Mise tuy bụng ba ngấn nhưng được cái mông bự. Gì mà linh tinh thế? Ai lại viết nhật ký như vậy? Shin đang bận rộn lắm. Order mẹ một cây kem, sô cô la và nước trái cây được không ạ? Rồi Shin sẽ mô tả về người mẹ hiền hậu, tần tảo chăm sóc con cái. Dẻo miệng quá nhở? Còn lâu mẹ mới mắc bẫy. Thay vì viết linh tinh, Shin hãy viết về những chuyện đã xảy ra trong ngày đi. Phải ha? Hôm nay có một sự kiện rất quan trọng. Kazama khóc nhè vì bị bạn gái đá. Kazama nhột quá nên hắt xì hơi liên tục. Shin viết cũng khá đấy, miêu tả tình tiết rõ ràng, mẹ rất khen ngợi, cứ thế mà phát huy. Nhờ vậy mà cô cậu có động lực để viết tiếp. Hôm nay Shin đã tè dầm và đã giấu quần xịp đi, đến giờ mẹ vẫn chưa phát hiện ra. May thật, bí mật thầm kín này đã bị mẹ Mise nghe thấy hết, ăn liền mấy cái cốc đầu. Cậu ta giấu quần trong tủ quần áo, khiến nước thấm lên những món đồ khác. Ôi trời ơi, nếu làm ướt đệm thì Shin phải xin lỗi một cách chân thành chứ. Lén lút giấu quần không phải hành động của một đấng nam nhi đâu. Được thôi, con xin rút kinh nghiệm, sau này sẽ tè dầm trong tư thế ngẩng cao đầu ạ. Nói vậy thì chịu rồi chứ biết làm sao. Mẹ cũng đến cạn lời luôn. Tưởng tượng Shin tè dầm trong tư thế ngẩng cao đầu khiến mẹ phì cười, tặng thêm cho cậu một cái cốc đầu.
Mẹ quay vào bếp kiểm tra thức ăn một lượt, sau đó âm thầm đứng đằng sau quan sát Shin. Cô cậu vẫn đang chăm chú viết nhật ký. Mẹ mỉm cười tự hào vì Shin đã nhận ra lỗi lầm của mình và tự nhìn lại bản thân. Nhưng tất nhiên, chú báo của mẹ dễ gì mà thay đổi. Bài học cậu ta rút ra sau sự cố lần này chính là phải giấu quần kỹ hơn mới được. Đúng là hết tu chữa mà. Mẹ đã chuẩn bị ngô luộc cho Shin ăn nhẹ. Cô cậu nhanh nhỏ cầm một bắp nóng hổi, tí thì bỏng tay. Hai mẹ con đánh cháy ngon lành. Shin muốn viết nhật ký miêu tả về vị ngon của bắp ngô, mà biết như nào thế nhỉ? Đầu tiên, Shin đã ăn bắp ngô như chơi một cây đàn. Con dâu ngô có thể dùng làm tóc giả, sáng tạo phết đấy chứ. Đá một ít vào mũi thì biến thành ông lão. Đúng là không thể khen ngợi Shin quá 5 giây. Chỉ giỏi làm chuyện tào lao, cậu lại bị mẹ Mise cho ăn ngay một cốc đầu. Từ khi chép lại tất cả những lời ăn trường của mẹ vào nhật ký thì chả mấy chốc mà kín cả quyển Shin ạ. Tập phim cùng chơi trong bể bơi. Mùa hè đã đến, cả nhà Nora cùng nhau đi bể bơi. Mọi người hẹn nhau ở bên ngoài sau khi thay đồ xong. Bố chịu trách nhiệm thay đồ với Shin. Bố hỏi nhỏ, Shin có muốn vào phòng nữ với mẹ không? Cô cậu trả lời rất dứt khoát, Shin đường đường là đấng nam nhi, sao có thể vào phòng thay đồ của con gái chứ? Bố gật gù định khen cô cậu nên đã trưởng thành rồi, thì thấy Shin rút trong túi quần ra bộ áo bơi của mẹ. Ôi trời, không biết cậu ta đã thó từ lúc nào vậy nhỉ? Đây là một trò lươn lẹo để kiếm cớ sang bên kia đưa đồ cho mẹ đấy. Ghê ghê, vừa chạy vào, liền bị mẹ cho nghe một cốc đầu rồi đuổi ra ngoài. Bố chỉ biết thở dài ngao ngán, trong năm ông Shin còn khổ hơn cả đi làm. Trong phòng thay đồ, cô cậu vừa cởi quần áo vừa tiện thể va trò, lắc lư ngủ nguẩy. Bố siêu cảnh giác, phải đợi Shin mặc đồ xong mới an tâm mặc cho mình. Lần trước vì chú báo Shin va vào bố, mà để bố không mặc gì chạy ra ngoài cửa, là mọi người tưởng là biến thái, xấu hổ gần chết. Và lịch sử tiếp tục được lặp lại. Lần này là bố tự mình không cẩn thận va vào cửa rồi bắn ra bên ngoài, không đổ tại Shin được nữa rồi. Cả mẹ Mise và Shin đều cạn lời vì bố quát đi mất. Lớn tướng rồi mà còn làm mấy trò mất mặt như thế này cơ chứ. Bố muốn chơi trò cầu trượt nước, vì Shin còn bé nên bố có thể ôm Shin trượt cùng nhau để đảm bảo an toàn. Nhìn cầu trượt nước siêu ngầu, cô cậu có vẻ háo hức muốn trượt lắm rồi. Lần tới nơi, mẹ Mise hơi run vì nó cao hơn so với tưởng tượng, nhưng lỡ lên rồi mà, phải trượt một lần cho biết thôi. Mẹ bảo Shin trượt cùng, nhưng cô cậu đã kịp tia thấy một chị gái xinh đẹp. Shin muốn trượt cùng chị ấy cơ. Shin nói điều hiển nhiên thế, bố cũng ước được như thế lắm. Suy nghĩ đen tối của bố bị mẹ Mise bắt bài, cho nghe một trận nhớ đời. Hai mẹ con sẵn sàng tư thế trượt xuống. Đột nhiên Shin nhìn độ cao mà thấy hãi quá, vùng ra khỏi tay mẹ khiến cả hai lao xuống bất ngờ. Shin thì bình an vô sự rồi, có mỗi mẹ vì cú ngã mà mài mặt và máng cầu trượt đỏ ửng. Sau trải nghiệm khủng khiếp này, mẹ Mise quyết định nằm im tĩnh dưỡng để hai bố con tự trông nhau. Bố sẽ dạy Shin tập bơi, muốn biết bơi trước tiên phải học cách nổi dưới nước. Nhìn bố làm mẫu này, bố đưa Shin bơi một đoạn dài, ngoi lên đã chẳng thấy Shin đâu. Cô cậu đang mải đi tán tỉnh các chị gái xinh đẹp rồi kìa bố ơi, thật chẳng nghiêm túc chút nào. Bố giữ Shin để cậu học cách nổi trên mặt nước rồi đạp chân, kỹ năng cũng không tệ, chỉ cần khắc phục phương hướng nữa thôi. Người ta đạp chân thì phải tiến lên, chứ cô cậu bơi lùi được, xem ra còn đỉnh hơn đấy chứ. Bố bảo Shin bơi tiến đến vị trí của bố, nhưng lần này thử lại, thậm chí cô cậu còn không di chuyển chút nào. Xem ra dạy Shin cũng khó phết đấy. Bố thở dài, thật ra là chưa đủ động lực thôi bố ạ. Thấy chị gái xinh đẹp bơi lướt qua, cô cậu nhanh chóng đạp chân bơi ngược liền, lại còn vô cùng nhanh và chuyên nghiệp luôn đấy chứ, khiến bố đứng hình mất 5 giây. Sau một hồi bơi theo tán tỉnh, Shin đột ngột không cử động được nữa, người thả trôi trên dòng nước khiến bố hốt hoảng, vừa chạy vừa kêu ầm lên. Mẹ đang nằm trên bờ cũng giật mình. Sau một hồi sơ cứu nhanh, cô cậu cũng tỉnh lại, bị uống bao nhiêu là nước. Nhịn thở trong một thời gian dài như thế thì sặc nước là phải rồi. Vừa qua một tình huống nguy hiểm mà cô cậu có vẻ không quan tâm lắm. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy là hỏi về chị gái xinh đẹp mà thôi, đúng là cái đồ háo sắc. Cả nhà Nora đang ôm Phan nằm thư giãn, Shin khát nước quá, liền cúi xuống làm luôn một ngụm. Nước trong hồ bơi bẩn lắm đó, rất nhiều thứ của con người lẫn vào trong nước rồi nên không uống được đâu. Bẩn thì bẩn, nhưng nước ở đây có vẻ đẹp ghê bố nhỉ. Hai bố con say sưa ngắm các thiếu nữ mặc bikini, bố cũng muốn được uống nước lắm rồi đấy. Nếu vậy thì hai bố con uống nước xung quanh mẹ đi này. Mẹ Mise nghiến răng. Nghe đến đây, hai bố con mất hứng hẳn. Thôi, nước này bẩn lắm. Vừa dứt lời thì ăn ngay lên hàng trưởng, can tội chê bai mẹ cơ. Bơi bì bõm cả sáng, đến giờ ăn trưa rồi. Trong khuôn viên cũng có một cửa hàng bán đồ ăn rất tiện. Ăn uống chiêu chiêu cạnh bể bơi làm bố cảm giác cứ như đang được đi biển vậy. Shin tưởng tượng ra viễn cảnh được ăn sơn hào hải vị. Tất nhiên là làm gì có mùa xuân đấy chứ, chỉ có mì xào thôi. Đứng đợi đồ ăn, Shin đã kịp ngắm rất nhiều chị gái sexy chạy qua. Hành động mê gái của Shin khiến mẹ ngớ mắt, phải nhắc nhở ngay. Cô cậu bắt đầu rên rỉ, không được ngắm các chị gái xinh đẹp thì đến bể bơi làm cái gì cơ chứ. Liền bị mẹ quạt cho một trận. Liệu hồn, không mẹ cho nhịn bây giờ. Mì xào ở bể bơi ngon một cách lạ thường, cả nhà ăn hết bay trong một nốt nhạc. Căng ra bụng thì trùng ra mắt, mọi người sẽ đánh một giấc nghỉ trưa dưới tán cây mát mẻ. Nhưng Shin nặng nặc đòi đi bơi tiếp. Hoạt động ngay sau khi vừa ăn xong không tốt cho sức khỏe, nên bố mẹ nhẹ nhàng khuyên cô cậu hãy nghỉ ngơi một chút. Thấy các chị gái xinh đẹp dưới bể bơi, cậu ta không kìm lòng được, định dụ dỗ mẹ Mise bằng que kem đang ăn dở. Nhưng mẹ mỏi lắm rồi, cách này vô ích thôi. Chuyển đối tượng sang bố vậy, cậu làm đủ cho để dựng bố dậy nhưng cũng phí công. Nhìn ngang ngó dọc, thấy bố mẹ có vẻ đang ngủ say, Shin rón rén định xuống bể bơi một mình. Giọng mẹ Mise nhẹ nhàng ngăn cản, nguy hiểm lắm. Mẹ nhắm mắt nhưng mà tai vẫn thính ghê. Ngồi trên bờ nhìn mọi người vui chơi, Shin thấy chán vô cùng. Một lúc lại ra dục bố mẹ dậy. Lải nhải nhiều quá liền bị mẹ cho ăn nghe một trường,
ngất tại chỗ. Thế này là chịu nằm yên rồi. Ngủ được một giấc, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt rát quá, cu cậu lại bừng tỉnh. Mẹ bảo Shin tự lấy tiền trong ví đi mua nước trái cây và đồ ăn đi, đừng làm phiền mẹ nữa. Cu cậu lóng ngóng mở ví tiền, làm rơi vãi ra đất. Đúng 1371 yên nhé, cố mà nhặt cho đủ, mẹ đếm hết rồi đấy. Nhưng Shin không giỏi tính toán, làm sao bây giờ? Sau một hồi suy nghĩ, cậu lấy bụng bố làm cái bàn để xếp du lên đếm cho dễ. Cũng thông minh quá đi, đếm đi đếm lại, còn thiếu một yên. Sau một hồi tìm kiếm, may sao nó nấp ở sau tay bố. Thế là được đi mua nước uống rồi. Cả nhà nằm phơi ra giữa trời nắng chang chang, da đỏ ửng lên như con tôm luộc. Mẹ chiêu thế nhở, ngủ một giấc đã đời, xong dậy cướp ngay chai nước mát lạnh của Shin uống cạn, làm cu cậu bực bội. Thôi, khi nào về mẹ mua đền cho chai khác nhá. Cuối cùng bố đã ngủ dậy, thấy những đồng xu rơi lả tả xuống đất là biết tới công chuyện rồi. Về đến nhà, hai bố con vừa nút vừa nhảy múa hát hò vui vẻ. Mẹ Mise chỉ biết bất lực trước màn biểu diễn phản cảm này. Ai nấy đều cháy đỏ, nhưng mông lại trắng phớ, buồn cười ghê. Trên người bố Hirishi còn lỗ chỗ những chấm tròn trắng. Đây là kết quả từ những đồng xu mà Shin phơi đấy. Tập phim, cả nhà cùng phát sốt. Trời đột ngột trở lạnh, người lớn thì rét co ro, còn trẻ em thì vẫn thích thú và tràn đầy năng lượng. Các bạn nhỏ rủ nhau ra công viên chơi, mà chơi trò gì bây giờ ta? Có ai muốn thử trò cởi chuồng vì môi trường với Shin không? Cu cậu vừa nói vừa vén áo lên. Rét quá đi mất, run cả mình. Shin bỗng cảm thấy không được khỏe lắm. Hay là cậu ta bị trúng gió rồi nhỉ? Tí nữa kiểu gì cũng ho khủ khụ, rồi còn hát gì, khéo nước mũi siêu dài hơn cả boy chứ. Trông Shin vẫn múa may hát hò tốt lắm, có thật là bị ấm đầu không nhỉ? Bô liền cụm đầu trách thử chán Shin, đúng là nóng thật. Thôi thì tạm biệt các bạn hiền, Shin về nhà tĩnh dưỡng đây. Trên đường về, cô cậu đã kịp tưởng tượng ra kế hoạch hôm nay. Ốm thế này kiểu gì tối Shin và Vĩnh mẹ cũng đáp ứng cho mà xem. Tha hồ ăn bánh chocobi về uống nước ngọt luôn, và mẹ Mise sẽ rất dịu dàng nữa. Nghĩ thôi đã thấy sướng, cười không ngậm được mồm rồi. Có ai ở nhà quan tâm đến Shin không nào? Ủa mẹ đâu rồi nhỉ? Vào phòng, Shin thấy mẹ Mise cũng đang nằm đắp chăn. Mẹ bị cảm sốt 39 độ rồi. Mẹ cập nhiệt độ cho Shin. Hóa ra cô cậu cũng sốt thật, 38 độ. Eo, chán thế, 38 độ thì Shin vẫn thua mẹ à? Tôi lại ông, ốm mà cũng sân si thế. Hai mẹ con cùng ốm thì chắc phải giao phó hết việc nhà cho bố thôi. Mẹ mơ về viễn cảnh bố trở về và sắn tay vào làm mọi thứ trong gia đình. Thế mới đúng hình mẫu người đàn ông giỏi việc nước, đảm việc nhà chứ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, thiêng thế, vừa mới nhắc bố đã về rồi. Mẹ và Shin bỏ ra, chưa kịp kể khổ câu nào đã thấy bố co ro, mặt mũi tiểu tụy, bố cũng không được khỏe. Chán quá, thế là cả nhà cùng ốm. Những lúc như này, mọi người phải phối hợp với nhau mới được. Giống như khi bị lạc trên núi ấy, mỗi người một việc sẽ vượt qua tất cả. Bố chuẩn bị khăn chườm để hạ sốt và giường cho cả nhà, còn mẹ sẽ đi nấu cháo. Vậy thì Shin sẽ giúp bố mẹ bằng cách xem TV vậy. Ốm lê lết mà vẫn còn nghĩ đến việc đó hả? Lại bị mẹ dúi đầu cho. Mẹ Mise vẫn tràn đầy sức sống nhỉ? Vẫn còn sức đánh con sao? Đâu có, dúi được mấy giây mẹ đã thở không ra hơi rồi. Không nên phí sức vào những việc linh tinh như này được. Cả nhà mình cùng cố lên nào. Bố khó khăn bỏ đến tủ lạnh lấy đá chườm, vừa mở cửa tủ đã bị một đống đồ đè vào người. Mẹ Mise tích trữ nhiều quá, vài món đồ hết hạn rồi mà vẫn giữ. Mẹ vừa nấu cháo vừa chống chế, giờ là lúc để bố quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Bố cố gắng nhét chỗ đồ lại vào tủ nhưng không được, quá mệt mỏi nên cáu lên. Mẹ Mise cũng cằn nhằn, người đã nóng rồi, bố đừng nổi khùng như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, mẹ khó nhọc bê nồi cháo và làm đồ ra bàn, cũng tức giận mà hét lên. Thế là bố mẹ cãi nhau om sòm. Cú Shin đâu rồi? Nhiệm vụ trải chăn đã hoàn thành chưa? Bố vào phòng thấy Shin nằm kẹp trong đống chăn thì chán đời hẳn. Cả nhà ăn vội bát cháo, may là vẫn ăn ngon miệng lắm. Tối nay mọi người cùng đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, mẹ cầm nhiệt độ cho Shin, 36,7 độ. Shin khỏi ốm rồi, chắc hôm qua đổ mồ hôi nên hạ sốt nhanh. Bố và mẹ cũng đã khỏe. May quá, hôm nay bố có cuộc họp rất quan trọng. Bố vừa khỏi ốm đã đi làm ngay nên mẹ lo lắm. Chắc là mẹ chuẩn bị dặn bố đi làm cẩn thận, về sớm chứ gì. Văn mẫu này Shin biết tỏng rồi. Ghét ghê, đúng là ông cụ non. Ra cửa tiễn bố, cô cậu vẫn nhại giọng mẹ để chiều bố. Mẹ Mise khỏi ốm rồi đấy, coi chừng mẹ cho ăn đòn nát đi bây giờ. Tập phim, giúp cô Oki chuyển nhà. Vào ngày nghỉ, gia đình Nora tới nhà cô Oki, bạn thân của mẹ, để giúp cô dọn nhà. Shin bận lắm, nhưng vẫn cố gắng đến đấy. Dạ vâng, để xem ông tướng có đỡ đần được gì không, hay lại gây thêm chuyện đây. Cô đang dọn dẹp các thứ lặt vặt, còn chú Satoshi thì đang lái xe tải tới. Cả nhà Nora bắt đầu vào việc sắp xếp đồ đạc vô thùng. Cô Shin đứng trầm ngâm, đoán ra đoán non, có thể vì không trả đủ tiền thuê nhà tháng này nên cô Oki mới vội vã rời đi trong đêm chăng? Suy nghĩ linh tinh, cô sắp có em bé nên muốn tìm một nơi rộng rãi để ở thôi. Em bé sao? Shin tò mò quá đi. Em bé được tận ra như thế nào ạ? Câu hỏi ngây ngô khiến mọi người đều sượng chân, đánh trống làng sang việc khác ngay. Mẹ và cô đang chăm chỉ đóng hàng. Ồ hay, sao Shin lại trèo tót vào trong thùng ngồi thế này? Không cần ông giúp đâu, đừng gây chuyện là mừng lắm rồi. Trong lớp sắp xếp, chú Satoshi tìm thấy quyển album ngày vợ còn đi học. Bố cũng tò mò ra xem, bên trong ảnh có cả mẹ Mise đứng bên cạnh này. Tiện thể ngắm thêm các cô gái còn lại, mẹ có nhiều cô bạn xinh nhỉ. Ba người đàn ông mày Mise mảnh chăm chú, nhà bao việc mà cứ dán mắt vào đấy. Ra chuyển đồ nhanh lên, mẹ Mise và cô Oki quát lớn.
Khi dọn tủ quần áo, mẹ Tia thấy một bộ cánh rất sành điệu, đẹp mà lại còn rẻ nữa. Thế là hai bà Tám bắt đầu bôn dưa lê bán dưa chuột, có kém cạnh tí nào đâu mà quát đám đàn ông như đúng rồi. Cuối cùng cũng chất được hết đồ đạc lên xe, vợ chồng cô OK cúi đầu tạm biệt hàng dọc xung quanh trước khi chuyển đi. Shin vừa kịp buông lời tán tỉnh một chị gái xinh đẹp gần đấy là mẹ Meze phải bê vội đi, di chuyển tới nhà mới thôi. Tuy căn nhà hơi cũ nhưng trông vẫn đẹp lắm, mọi người đều rất hài lòng. Vừa tới nơi đã được Shin và bố Hiroshi tặng cho một câu gở mồm: nhà này bằng gỗ thì dễ cháy lắm. Mọi người bắt đầu chuyển đồ vào trong. Shin cũng muốn giúp, mẹ để cu cậu bê một chiếc hộp lớn, loạn choạng ngã lộn cổ. Lại có mấy cô hàng xóm sang hỏi thăm, kiểu gì cu cậu cũng buôn chuyện cho xem. Bên này, cô OK đang miệt mài chuyển đồ thì phát hiện đám đông tụ tập bên ngoài. Đúng như dự đoán, ông Shin đang kể chuyện cô OK lừa một cậu trai trẻ và chạy trốn trong đêm vì kết hôn với cô em bé. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, thấy cô OK xuất hiện thì vội giải tán. Oan uổng quá mà, chưa gì cô đây bị mang tiếng, mẹ Mese cho ăn trưởng cả ngày cũng không hết tội. Mặc dù được mẹ an ủi, cô vẫn tủi thân lắm. Bố mẹ chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi cô chú, còn kẻ gây chuyện thì vẫn nhởn nhơ. Sau khi được động viên, cô OK đã thấy khá hơn và bắt đầu làm việc tiếp. Lúc này, hai cô chú lại cãi nhau về vị trí chiếc tủ. Mỗi người một ý, không ai nhường ai, bố mẹ không biết phải can ngăn như nào. Thế thì để Shin ra tay, cô cậu hầm hố lao vào giữa trận chiến này lửa. Bố Rishi định giữ lại, nhưng mẹ can ngăn, có khi trẻ con dễ thuyết phục hơn đấy. Đặt niềm tin vào Shin là toang rồi. Cô cậu khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Hai cô chú cãi nhau không ngừng, khiến Shin cũng mệt theo. Cậu nhìn vào bụng cô Oki và nói một câu ngây thơ: em bé sẽ nghe thấy hai người cãi nhau đấy. Câu nói này khiến cả hai dừng lại suy ngẫm và làm lành với nhau. Con cái đúng là cây cầu kết nối bố mẹ mà. Shin siêu quậy thi thoảng nói được lời hay ý đẹp ghê ha. Thế hai cô chú định ngồi tâm tình đến bao giờ đây? Còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Sau một khoảng thời gian miệt mài, cuối cùng cũng dọn xong. Cô OK gọi sushi để chiêu đãi mọi người. Hai vợ chồng định gọi suất thường thôi, nào ngờ Shin núp phía sau nghe thấy tất cả và nhìn bằng ánh mắt đáng thương. Thôi được rồi, cô OK cắn răng đặt 5 phần đặc biệt. Đúng là đắt tiền có khác, ngon nhất cái nách. Cô chuyển nhà tiếp đi, để Shin còn được ăn nữa à? Thôi chịu, cô chưa có ý định đó đâu. Chuyển nhiều em bé cũng khó chịu lắm. Nhắc tới đây, cô Shin bắt đầu vặn vẹo về việc em bé được sinh ra như thế nào. Vẫn như ban nãy, mọi người đánh trống lảng sang chuyện khác, không ai trả lời, làm cô cậu cứ hỏi loạn cả lên. Đợi khi nào lớn rồi, Shin sẽ tự biết nhé. Tập phim Tắm đất nóng mùa lạnh. Tối muộn bố mới đi làm về, trời hôm nay rét thật. Vừa mở cửa, mẹ Mise đã đo đạc ra đón, nghe mùi chuẩn bị nhờ vả gì lắm. Đúng thật, mẹ muốn bố ra ngoài để bơm dầu hỏa cho máy sưởi. Làm gì có ai muốn đi trong thời tiết này chứ? Đáng nhẽ ra bố phải được tắm nước nóng và ăn tối xong ngày vất vả, vừa làm vừa hậm hực. Vào nhà thì bị chú bà con chiếm mất chỗ sưởi ấm nhất. Bố vào bếp hỏi mẹ, chắc là có nước nóng ấm áp để tắm rồi nhỉ? Mẹ chưa chuẩn bị vì còn bận nấu ăn nè. Bố cằn nhằn, đi làm cả ngày vất vả trong thời tiết rét mướt như thế này mà vợ con chả quan tâm gì cả. Thấy mẹ có vẻ sắp giận, hành động một cách cục xúc nên bố hơi rén. Thôi thì bố tự giác làm vậy. Bố dụ dỗ Shin và cọ bồn tắm cùng, nhưng Shin bận vẽ rồi, bố làm một mình đi. Bố vừa làm vừa cằn nhằn, lại còn mất thêm 30 phút để bơm nước đầy bồn nữa. Tắm không được tắm, ăn không được ăn, cái nhà này tệ bạc quá. Bố thấy mình còn không bằng Bạch Tuyết. Sau một lúc chờ đợi, bố Hiroshi cũng được ngâm mình thư giãn, xua tan hết mệt mỏi. Giờ mà có thêm vài cô em xinh đẹp ở đây nữa thì hết nước chấm nhỉ. Đang nằm tưởng tượng chiêu chiêu thì nghe tiếng mẹ gọi Shin vào tắm cùng bố. Mất hứng quá, muốn được tắm yên bình cũng không xong. Shin cũng nào có thích đi tắm với ông già như bố đâu. Giá như có mấy chị gái tắm chung thì tuyệt vời. Đúng là hai bố con suy nghĩ giống nhau ghê cơ. Bớt nói vớ vẩn đi, vào tắm ngay. Mẹ vừa nói vừa lột hết quần áo của Shin ra rồi tống vào nhà tắm. Hai bố con cục thở dài chán nản. Thấy bố cô đơn nên Shin mới chấp nhận vào tắm cùng đấy. Gớm nữa, chắc tôi cẩn quá đấy. Cô cậu thò tay vào bồn, nước nóng ghê. Shin không tắm được như này đâu. Có biết bố đợi nước nóng đầy bồn mất rất nhiều thời gian không ạ? Shin vào ngồi dần rồi sẽ quen thôi. Làm nóng nước sẽ tốn thêm tiền, mà mẹ Cê thì keo kiệt lắm. Cô cậu không đạt được điều mình muốn, bèn gào mộp lên, mách mẹ là bồn nói xấu. Để bịt miệng, bố Rishi bèn chiều theo ý Shin, xả thêm nước lạnh vào bồn. Thế này Shin mới yên tâm vào tắm được. Mặc dù vẫn cần nhằn nước hơi nóng, nhưng thôi, Shin cố chịu vậy. Mẹ nói rằng hôm nay bố sẽ gội đầu cho Shin. Hai người đều tỏ ý không vừa lòng. Shin thì chê bố gội đầu đau lắm, còn bố thì lời không muốn làm. Cái gì mẹ cũng để hết sang cho bố là sao? Mẹ Mise tay lăm lăm con dao mở cửa, lập tức hai bố con vào việc đâu giờ để ngay. Sau khi gội đầu xong, Shin ngỏ ý muốn mang đồ chơi vào tắm cùng. Bố Hiroshi dễ dàng đồng ý, có vẻ bố suy nghĩ hơi đơn giản rồi. Cô cậu muốn chơi cùng cả một xe đẩy đồ chơi cơ. Tất nhiên là không được, chỉ được chọn một hai món thôi. Shin đưa cho bố cầm một con búp bê, đây là của Nene để quên. Nói rồi cô cậu vội chạy như bay đi vệ sinh, cứ trần như nhậm quanh nhà thế này coi chừng cặp lạnh đấy. Bố ngắm nhìn con búp bê, ai chả, giờ đồ chơi làm xịn xò chấm cứ như thật đấy nhỉ. Bố thích thú, say sưa chơi búp bê một mình như trẻ con. Cảnh tượng này đã bị mẹ Mise bắt gặp và nhìn bằng ánh mắt phán xét. Bố biến thái quá đi mất, phải giáo huấn cho một trận mới được. Đang tắm dở mà nhà lại có nội chiến rồi, Shin biết phải làm sao bây giờ. Tập phim Chuyến du lịch ở Hokkaido phần 1. Chuyến đi đến Hokkaido đáng mong chờ của gia đình Nohara cuối cùng cũng tới vào ngày mai. Tuy nhiên, buổi sáng của những lần đi du lịch trước lúc nào cũng bất ổn, khiến cả nhà mệt mỏi vô cùng. Đến khi thoải mái để tận hưởng kỳ nghỉ thì chuyến đi cũng sắp kết thúc. Thế nên, rút kinh nghiệm từ quá khứ,
Ngay từ tối nay, mẹ đã vặn chặt van ga, khóa hết các cửa sổ trong nhà, mua đồng hồ mới loại xịn nhất và đặt báo thức từ 6 giờ sáng. Hành lý cũng đã xong. Về cơ bản, sau khi thức dậy có thể đi ra nhà ga luôn. Còn Bạch Tuyết sẽ nhờ bác hàng xóm chăm sóc giúp. Bố mỉm cười hài lòng, mẹ Mise thật tuyệt vời, phải nói là bà nội trợ số 1 Nhật Bản luôn. Còn giờ thì đi ngủ thôi, mai sẽ bận lắm đấy. Shin vẫn mải mê xem chương trình dự báo thời tiết nên bị mẹ nhéo tai lôi đi. Đúng 6 giờ phải dậy nhá, chúc cả nhà ngủ ngon. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên, 8 giờ sáng rồi. Sao có thể như thế được, hôm qua mẹ là người cài báo thức cơ mà. Đúng, nhưng đây là đồng hồ ông chủ hướng nội nên không dám kêu to. Ôi trời, đồng hồ vô dụng thực sự. Shin ơi dậy thôi, bố mẹ đang vội nên Shin tự làm những gì cần thiết nhé. Giờ này mà con tập thể dục được hả? Cho ăn quả đấm luôn. Sau khi gửi Bạch Tuyết ở chỗ bác hàng xóm và khóa cửa cẩn thận, cả nhà vội vàng rời đi. Bác hàng xóm hơi ái ngại, liệu chuyến du lịch này có thuận lợi không nhỉ? Vừa nói xong thì bố mẹ nhận ra quên mất vé máy bay. Là cái phong bì có in hình máy bay đặt trên màn đấy nhá. Ơ, quen quá, Shin cũng có nè. Trời ạ, tí thì mất công bố chạy về rồi. Cả nhà tiếp tục đi bộ nhanh như chớp, bố tập trung đến mức không nói chuyện với mẹ. Cuối cùng cũng đến nhà ga, nếu lên được chuyến tàu tiếp theo thì chắc chắn kịp lộ trình thôi. Bỗng loa phát thanh thông báo, tàu đến muộn vì gặp sự cố, rất mong các hành khách thông cảm. Muốn khóc quá trời ơi. Sau 15 phút trễ hẹn, tàu mới bắt đầu chạy. Đột nhiên chủ lái tàu cảm thấy vô cùng áp lực, hóa ra là nhà Noah ở phía sau. Họ không còn nhiều thời gian nữa, có thể phóng lên một mạch mà không cần dừng ở các trạm không ạ? Hoảng loạn trên tàu cũng chẳng có tác dụng gì, thay vào đó, chúng ta sẽ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Khi đến ga Hamamatsu, phải thật nhanh chóng bắt tàu điện, rõ chưa? Và cứ thế, gia đình ba người ngáy đều đều. Khi mẹ tỉnh dậy, tàu đã đến ga Hamamatsu, nhưng rất tiếc, cả nhà đã không xuống kịp. 10 phút sau khi quay lại, ba người vội vàng chạy lên trên cầu thang, lao thẳng vào tàu điện ngầm. Kiệt sức chết mất, nhưng vẫn còn một kiếp nạn nữa. Khi đến sân bay Haneda, mẹ sẽ lo hành lý, còn bố ôm Shin nhé. Nhìn mặt Shin có giống muốn ôm bố không ạ? Sân bay Haneda đây rồi, bố Hiroshi và mẹ Mise căng thẳng đợi tàu dừng lại. Vừa mở cửa thì Shin liếm tay là bố chùn bước. Mẹ cho ăn đấm luôn, giờ không phải lúc để làm mấy trò ngớ ngẩn đâu. Thông báo, chuyến bay số hiệu GAG-607 đến Hakodate chuẩn bị dừng thủ tục lên máy bay. Ấy ấy, đợi chúng tôi với, do gặp chút kẹt xe nên đến hơi trễ ạ. Vì du di cho những hành khách cuối cùng mà mọi người trên máy bay phải đợi thêm một chút. Nhà mình thật oách quá đi, vật lộn như thế mà vẫn kịp giờ, đúng là hết nước chấm. Dạ vâng, từng này con người phải chờ đợi không thấy vui tí nào đâu ạ. Xin đừng làm trò con bò nữa, bố mẹ đủ xấu hổ rồi. Máy bay bắt đầu tăng độ cao, trong khi mẹ Mise vừa nghe nhạc vừa ngủ, bố và Shin vẫn còn thức. À thì được ngồi đối diện với chị gái tiếp viên xinh đẹp, sao mà có thể ngủ được. Tuy lên máy bay muộn nhưng chỗ ngồi cũng tốt đấy chứ. Nào nào, đường đường là một người đàn ông bảnh bao, không nên vì gái xinh mà phá hỏng hình tượng như vậy bố ơi. Đã cố gắng nhìn đi chỗ khác rồi mà vẫn không kìm được, khổ thật sự. À, Shin phát hiện bố lên ngắm trộm chị tiếp viên nhé. Shin cứ rêu rao loạn cả lên, thế là bị mẹ cho ăn quả đấm. Shin ngoan ngoãn ngồi yên đi, còn ông bố từ từ rồi mẹ sẽ nói chuyện sau. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Hokkaido kìa, bé xíu Shin ha. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hakodate, không khí ở đây thật dễ chịu biết bao. Bây giờ cả nhà sẽ đi hoàn tất thủ tục nhận phòng ở khách sạn, sau đó thưởng thức ẩm thực Hokkaido cho sướng cái bụng. Vậy là ước mơ đi thăm pháo đài Godiokaku bấy lâu nay của mẹ sắp thành hiện thực rồi. Tận hưởng buổi đêm trên núi Hakodate nữa, phải gọi là tuyệt cú mèo. Cả nhà chọn tàu điện là phương tiện di chuyển. Hokkaido nổi tiếng với gạo và đậu nành nên mẹ muốn ăn những món đó ngay bây giờ, còn bố thì muốn ăn mì ramen cơ. Hai người cứ tranh cãi mà chẳng để cho Shin bày tỏ ý kiến. Bạn tụi gì phân thắng bại nào? Shin thắng rồi nhé. Tại sao đến tận Hokkaido mà lại phải ăn hamburger chứ? Ở Saitama cũng có mà. Nhưng Shin thấy hamburger rất ngon ạ. Không nói nhiều, bố nhất định phải được ăn ramen. Trước mặt cả nhà là cửa hàng Kumagoro Ramen rất nổi tiếng. Trong cẩm nang du lịch của mẹ cũng giới thiệu nhà hàng này. Chắc là ngon lắm đây. Nhà hàng ngon sao? Không lẽ bố mẹ định ăn hết cột với tường ở đây? Tự dưng Shin ngây thơ quá, mẹ chả quen gì cả. Thấy có khách, ông chủ chỉ liếc và chào rồi tiếp tục công việc. Bố order một bát mì ramen thịt lợn. Ông chủ lạnh lùng vâng một tiếng. Shin muốn ramen chocobi hoặc katsudon cũng được ạ. Ơ kìa, đây là một quán ramen nổi tiếng nên không bán những món khác đâu. Ông chủ ho một tiếng và chỉ về tấm poster giới thiệu món katsudon giá 700 yên. Bố quê quá trời có đất, vậy cho mẹ và Shin hai phần katsudon đi ạ. Ăn no căng bụng rồi, giờ đến lượt cả nhà phải chiều theo sở thích của mẹ. Nhưng vừa mới ăn hamburger và mì ramen xong, sao mà chứa thêm mấy món gạo với đậu nành đây? Bố nói thế mà nghe được à? Bố thích cái gì là làm cái đấy, còn mẹ thì sao? Ở Hokkaido mà chẳng được ăn món mẹ thích, thật đáng buồn khi lấy phải người chồng vô tâm như vậy. Trước lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, bố đành chiều theo ý của mẹ.
Trước mắt chúng ta là pháo đài Goryeokaku, nay đã trở thành công viên cho người dân và du khách tới chơi. Hai chị gái đang cho đám bồ câu ăn ngô nướng, lúc quay lại thì phát hiện con bồ câu lạ lắm. Có dừng lại ngay không thì bảo, nhà mình có tiền mua ngô nướng đàng hoàng, chỉ là mẹ mất mặt quá. Mà phải công nhận rằng đồ ăn vặt ở đây khá ngon đấy chứ. Đám bồ câu cứ nhìn như chết đói, nên Shin đành phải chia sẻ đồ ăn. Mặt mũi nào mà ở đây nữa, nhà mình chuồn thôi. Xế chiều, ba người ôm chiếc bụng no căng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Giờ đi đâu nhỉ? Shin muốn ăn kem, mẹ muốn ăn somen mực, còn bố muốn ăn tôm. Mất công lặn lội từ xa đến Hokkaido, nếu không ăn thì sẽ nuối tiếc lắm. Gia đình Nohara, cùng khám phá ẩm thực Hokkaido thôi. NLS, vì ăn quá nhiều nên cả nhà phải đi khám bác sĩ. Ngày đầu tiên của chuyến du lịch được nghỉ ở bệnh viện, còn đâu khách sạn cao cấp, cảnh núi Hakodate về đêm hay chiếc kem mát lạnh của Shin nữa. Thôi không sao, kỳ nghỉ còn dài mà. Sáng hôm sau, cả nhà cảm ơn y bác sĩ đã chăm sóc rồi ra về. Các y tá cũng hiểu mà, ẩm thực ở Hokkaido rất tuyệt vời, chả trách nhiều người ăn lấy ăn để như vậy. Mọi người ở nhà mà biết được thì bố mẹ xấu hổ lắm. Shin cũng thất vọng về bố mẹ quá trời. Ông cũng nó không kém gì đâu nhá. Sau đó, bố đi tìm cửa hàng đã đặt thuê xe ô tô từ trước. Đây rồi, dịch vụ cho thuê xe tả băng trôi. Trời, nghe cái tên có vẻ điềm báo quá nhỉ. Vừa mở cửa, không khí bên trong lạnh như ở Bắc Cực. Cô nhân viên thều thào chào quý khách. Shin sợ hãi núp vào bố. Cô ta có phải yêu quái bà không vậy? Ngài Nohara đã đặt xe từ trước đúng không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc xe đặc biệt đây. Nhìn bên ngoài chứ cũng không đến nỗi, nhưng cần gạt số thật sự có vấn đề. Tuyệt vời hơn là ngồi trong xe, Shin cũng có thể nhìn rõ mặt đường. Mẹ dặn cậu không được phấn khích quá, lỡ xe sập một cái thì lại khổ. Biết ngay mà, cái tên công ty chẳng đáng tin tẹo nào. Nhưng vì giá thuê rẻ nên bố đành nhắm mắt nhắm mũi. Nhìn kìa, con đường phía trước thẳng tắp, cứ như vô tận vậy. Giống khoản trả góp nhà mãi chẳng xong bố nhỉ. Những vật thủ phóng qua và giơ tay chào, Shin giục bố hãy chạy nhanh hơn, nhưng điều đó là không thể với chiếc xe này. Chậm mà chiêu, hiếm khi được ngắm cảnh vật yên bình xung quanh, nên mọi người tận hưởng đi nào. Shin thích thú nhìn đàn cừu bên ngoài cửa kính, công nhận là chiêu thật, nhưng đi ô tô mà tốc độ như này thì hỏng bét. Càng nhấn ga thì xe càng chậm lại và dừng hẳn, thế mới tải chứ lị. Sau một hồi xem xét, bố vẫn không biết xe gặp vấn đề gì. Vấn đề là mẹ quá nặng đúng không ạ? Chả liên quan, vấn đề không phải ở xe mà là ở người thuê ấy. Cái gì mà công ty tảng băng trôi, đáng ngờ như vậy mà cũng thuê được. Ý mẹ là lỗi của bố chứ gì. Mẹ chọn khách sạn hạng sang để ở, bắt bố trả tiền thuê xe thì chỉ được có thế thôi. Ai cũng có lý, nên Shin chẳng biết đứng về phe nào. Đã chấp nhận đi du lịch thì phải chịu chi, ai cũng muốn tiết kiệm cho mình nên giờ mới cãi nhau. Bỗng thấy Shin buồn, bố mẹ mới nhận ra mình đã cư xử không đúng. Xin lỗi Shin nha. Shin thì vẫn nghĩ là tại mẹ nặng quá đấy ạ. Thôi đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, tranh luận chẳng giải quyết được vấn đề. Gọi cho công ty, kêu họ mang một chiếc xe thay thế đến là được. Nơi đồng không mông quạnh, lấy đâu ra điện thoại mà gọi. Từ xa, có một chiếc xe đi tới. Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, cả ba được chị Sachi tốt bụng trở về nhà ở gần đây. Vừa xuống xe, Shin chạy đến chào hỏi bố vợ tương lai ngay. Bớt bày trò lại đi. Bố theo ông bác vào nhà gọi điện thoại, còn hai mẹ con thì được chị Sachi dẫn đi thăm trang trại. Nhiều bò sữa quá, Shin thích thú vô cùng. Này, tôi biết ông đang nghĩ cái gì đấy nhá. Xế chiều, công ty thông báo rằng không còn xe thay thế nữa, phải đợi đến ngày mai. Bố con chị Sachi tốt bụng mời gia đình Nohara tá túc ở đây một đêm. Nếu các vị ngại thì sáng mai có thể dậy dọn chuồng bò với bác là được. Vậy thì tuyệt vời quá. Mà Shinosuke đâu rồi nhỉ? Cô cậu đang phụ con chó lùa đàn cừu vào chuồng kia. Trải nghiệm này thật mới mẻ với Shin ha. Sáng hôm sau, bố mẹ chăm chỉ dọn chuồng bò, còn Shin thì tranh thủ uống sữa nguyên chất. Toàn là những điều gia đình Nohara chưa từng được làm luôn.